phần một lớn là phần giới thiệu chung. Thì cái phần giới thiệu chung này thường là chúng ta giới thiệu về tác giả tác phẩm, nhưng mà cái tác giả tác phẩm chúng ta đã học xuyên suốt ba cái tiết rồi, cho nên bây giờ chúng ta sẽ không đi tìm hiểu cái phần đó nữa, mà chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái vị trí của đoạn trích. Và bây giờ một bạn cho cô biết Truyện Kiều có mấy phần. Giờ cô nói nha, cô mời bạn Thiên Cẩm đi. Cô giờ cô gọi ngẫu nhiên này, không có là cứ mấy bạn kia thôi. Thiên Cẩm nhắc lại cho cô xem Truyện Kiều có mấy phần. Hôm qua là Truyện Kiều gồm 3 phần. Phần 1 là gặp gỡ và những ước. Phần 2 là gia biến và lưu lạc. Phần 3 là đoàn tụ. Vậy thì Thiên Cẩm nói luôn cho cô là cái trích đoạn này nó nằm ở phần nào? Dạ, nằm ở phần 2, gia biến và lưu lạc ạ. À, đúng rồi. Cảm ơn con. Đúng rồi, đây là cái đoạn trích nó nằm ở cái phần gia biến và lưu lạc, thuộc phần thứ 2 đó. Nó 24 câu chứ phải là 22 đâu, cô xin lỗi. Nó từ cái câu 1033 đến 1057 á nha. Rồi, chúng ta bây giờ bạn nào có thể dẫn cho cô từ cái đoạn trước sang đoạn này xem. Thế thì chúng ta dẫn dắt cho cô từ cái đoạn trước của Truyện Kiều sang đến cái đoạn này. Tại sao nó lại ở tiết trước chúng ta đang học đó là cái trích đoạn đó là chị em Thúy Kiều. Rồi các bạn nhớ sau cái đoạn chị em Thúy Kiều là có cái trích đoạn đó là Cành Ngày Xuân. Vậy thì các bạn dẫn cho cô nào, Nguyệt Tú đi. Dẫn qua cái chỗ đoạn ngày cảnh ngày xuân luôn hả cô? Không thì con dẫn phía trước cái đoạn này là gì để làm sao lại có cái đoạn này. Dạ thưa cô, là gia đình của Thúy Kiều bị người ta vua là buôn lậu rượu cho nên Kiều phải bán thân để chuộc cha. Sau khi mà Kiều bị Mã Giám Sinh làm nhục và Mã Giám Sinh bán Kiều cho Tú Bà thì Kiều nhất quyết không chịu tiếp khách, không chịu sống ở chốn Lầu Xanh, cho nên Kiều định tự vẫn. Còn Tú Bà thì không muốn mất một khoản tiền lớn cho nên là đã dỗ ngọt Thúy Kiều rồi cho nàng ra Lầu Ngưng Bích để ở, để mà rồi nói là sẽ tìm chồng tốt cho nàng. À rồi, cô chỉnh lại cho Tú luôn và các bạn nhớ cho cô một điều, các bạn nhớ chỉ cần sai một từ là các bạn đã làm mất đi hết tất cả hình ảnh của nàng Kiều. Đó là Thúy Kiều bán mình, không dùng từ bán thân. Nha, khác nhau không? Cái từ mình và cái từ bán thân nó khác nhau hoàn toàn. Đối với Thúy Kiều các bạn nhớ là nàng đã quyết định bán mình chuộc cha chứ không dùng từ bán thân. Các bạn nhớ tuyệt đối không dùng cái từ đó nha. Đúng rồi. À là như bạn Nguyệt Tú nói á, là sau khi mà Tú Bà ép Thúy Kiều để mà tiếp khách để mà lấy lại vốn, bởi vì Tú Bà mua Thúy Kiều với cái giá rất là đắt. Nhưng mà Thúy Kiều tủi nhục, Thúy Kiều đã tìm cách tự tử. Nhưng mà không có được. Không có được thì cũng không ép được Thúy Kiều, cho nên Tú Bà đã nghĩ ra một cái mưu kế, đó là đưa nàng đi ra Lầu Ngưng Bích. Thực sự mà nói, đưa ra Lầu Ngưng Bích để bà ta thực hiện một âm mưu mới. Thì như bạn Nguyệt Tú nói, đó là bà ta ra đây để giả vờ là hứa là gì đây, đó là khi mà nàng bà ta tìm được một người chồng tử tế thì sẽ gả Thúy Kiều cho người đó. Nhưng thực chất bà đang thực hiện một âm mưu rất tàn độc, đó là ở nơi đây bà ta đã thuê một cái tên chuyên lừa gái là Sở Khanh, và Sở Khanh đã đến để lừa Thúy Kiều, và Kiều đã vướng vào một cái bẫy của Tú Bà. Và các bạn biết sau đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái đoạn sau, nhưng mà chúng ta chỉ tìm hiểu cái phần này thôi nha. Rồi chúng ta sẽ đi vào phần thứ hai, là chúng ta đi tìm hiểu văn bản. Bây giờ chúng ta sẽ đi đọc cái trích đoạn này. Cái trích đoạn này nó cũng không dài cho nên cô cho các bạn đọc ở trước lớp nha. Cô mời bạn Hương Giang đọc bài cho cô đi. Trước Lầu Ngưng Bích khóa xanh, vẽ non xanh tắm chân gần. Để em xíu cô. Trước Lầu Ngưng Bích khóa xanh, vẽ non xanh tắm chân gần ở chung, bốn bề bát ngát xa trông. Cát vàng cồn nọ bụi hồng dặm kia, vẽ bàn mây sớm đèn khuya, nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng, tưởng người dưới nguyệt chén đồng, tinh sương luống những rầy trong mai chờ. Vẽ trời gốc vẽ bơ vơ, tắm son gội rửa, bao giờ cho phai, xót người tựa cửa hôm mai, quạt nồng ấm ấp lạnh những ai đó giờ. Tương lai cách mấy nắng mưa, có khi gốc tử đã vừa người ôm,
buồn trong cửa bể chiều hôm. Tiền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa, buồn trong ngọn nước mới xa. Hoa trôi mang mát biết là về đâu, buồn trong nội cỏ rầu rầu, chân mây mặt đất một màu xanh xanh. Buồn trong gió cuốn mặt dền, ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi. Rồi Hương Giang sáng, chưa ăn sáng hay sao mà đọc nhiều từ không chính xác. Bên trời góc bể bơ vơ, chứ làm gì có bể trời, bể góc bể bơ vơ. Hoặc là một số từ con đọc nó cũng chưa chính xác nha. Rồi, chúng ta vừa nghe bạn đọc bài. Bây giờ chúng ta sẽ chia bố cục cho cô xem là cái trích đoạn này là nó được chia thành bố cục mấy phần. Cái ranh giới của từng phần, cô mời Thanh Hằng đi. Thưa cô, là bố cục là gồm 3 phần. Phần thứ nhất là 6 câu đầu nói về cảnh thể hiện cảnh thiên nhiên ở lầu Ngân Bích. Phần số 2 là 8 câu thơ tiếp theo, nỗi nhớ thương Kiều đối với Kim Trọng và với cha mẹ của mình. Phần số 3 là 8 câu thơ cuối, tâm trạng bế tắc, buồn thảm của Thúy Kiều. À rồi, cảm ơn Thanh Hằng. Thì như bạn Hằng đã chia bố cục thì các bạn thấy đó là cái văn bản này, cái trích đoạn này nó được chia bố cục thành 3 phần. Thì phần thứ nhất, 6 dòng đầu thì nó thể hiện được đó là cái khung cảnh lầu Ngân Bích, và đồng thời nó cũng làm thể hiện được rõ cái hoàn cảnh của Thúy Kiều. 8 dòng tiếp theo đó là nỗi nhớ của Thúy Kiều. Và như Thanh Hằng cũng đã nói, trong cái nỗi nhớ này Thúy Kiều có hai cái đối tượng nhớ, đó là nhớ về chàng Kim và nhớ về cha mẹ. Và phần cuối cùng đó là cái tâm trạng buồn, tâm trạng bế tắc của Thúy Kiều. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu đi vào phân tích từng cái trích đoạn một nhé. Thứ nhất đó là cái khung cảnh lầu Ngân Bích cũng như là cái hoàn cảnh cô đơn tội nghiệp của Thúy Kiều. Chúng ta quan sát cho cô ở 4 dòng thơ đầu tiên. Bây giờ các bạn nhìn cho cô ở cái chú thích trong sách giáo khoa, đó là chú thích, cái từ đó là từ khóa xuân. Bây giờ một bạn hãy trả lời cho cô khóa xuân nghĩa là gì, để chúng ta sẽ thấy được. Ngay ở mở đầu, bạn Như Ý đi. Dạ, khóa xuân là khóa kín tuổi xuân, ý nói cấm cung. Con gái nhà quyền quý thời xưa không được ra khỏi phòng ở. Ở đây nói về Kiều bị giam lỏng. Rồi, ở đây rồi, cảm ơn con. Thì các bạn nên nhớ đi cô, cái từ khóa xuân này thì như bạn ý đã giải thích đó, có nghĩa là khóa kín tuổi xuân. Ý đã cấm cung, các bạn biết là ngày xưa con nhà những quyền quý, con nhà những người mà nhìn chung là những gia đình quyền quý giàu có, thì thường người ta muốn để đảm bảo cái sự an nguy cho con gái của mình thì người ta hay thường xây những cái gọi là lầu son gác tía đó. Các bạn biết không? Những cái lầu son gác tía để cho con gái ở trong đó để đảm bảo được cái sự an nguy. Thì đây là thể hiện đó là cái sự trân quý của gia đình đối với con gái của mình. Nhưng trong cái hoàn cảnh của Kiều này thì không thể gọi là khóa xuân được. Không thể gọi là khóa xuân được. Mà trường hợp này là Thúy Kiều bị Tú Bà này giam lỏng ở cái lầu Ngân Bích. Một mình nàng ở một nơi không người, giữa không gian rất là hoang vắng rợn ngợp như vậy, trong một cái tâm trạng ngổn ngang như thế thì không thể gọi là khóa xuân được. Mà đây là một cái cách mỉa mai hoàn cảnh Thúy Kiều đang bị giam lỏng ở lầu Ngân Bích. Như vậy mở đầu cái dòng thơ đầu tiên của đoạn trích đã một phần nào đó hé lộ được cái hoàn cảnh của Thúy Kiều. Đó là Kiều đang bị giam lỏng để Tú Bà chuẩn bị thực hiện một cái âm mưu rất tàn độc nha. Rồi tiếp tục chúng ta đi vào cho cô biết. Vậy thì Thúy Kiều bị giam lỏng ở một cái không gian như thế nào? Qua một số những cái từ như là vẻ non xa tấm trăng gần ở chung, bốn bề bát ngát xa trông, cát vàng cồn nọ bụi hồng dặm kia. Như vậy là Thúy Kiều đang ở trong một cái không gian như thế nào? Qua cái từ là vẻ non xa, tấm trăng gần ở chung. Rồi cô mời Mộng Nghi đi. Mộng Nghi nào. Dạ thưa cô, là ở trong không gian mênh mông, hoang vắng, cô đơn, bốn bề bao la bát ngát, cốt đúng cát rồi. Im lìm. Cồn cát phải cốt cát nha, cồn cát nha. Rồi như vậy các bạn thấy, không gian thì các bạn thấy đó là một không gian rất là mênh mông, hoang vắng. Hoang vắng đến mức rợn ngợp. Các bạn biết, vắng đến lạnh người. Giữa một cái nơi, các bạn nên nhớ lúc này là một cái nơi không một bóng người. Một ở trên một cái đỉnh đồi, đỉnh núi như vậy, có một cái lầu Ngân Bích. Lúc này một mình Thúy Kiều ở và xung quanh chỉ là gì? Là cát, là cồn, là non, là mây trời, là không gian rất là mênh mông, rợn ngợp.
rợn ngợp. Và thì bây giờ câu hỏi các bạn này, giữa cái không gian mênh mông rộng lớn như vậy thì hình ảnh của Thiết Kiều hiện lên như thế nào? Giữa không gian mênh mông rộng lớn như vậy thì cái hình ảnh Thiết Kiều hiện lên thế nào các bạn? Các bạn nhớ lúc này chỉ có một mình Thiết Kiều thôi. Rồi cô mời Thùy Dung. Thùy Dung bật mic trả lời. Dạ thưa cô, là vô cùng nhỏ bé và cô quạnh bể bàng. Rồi. Hình ảnh Thiết Kiều nhỏ nhoi lắm, lẻ loi lắm. Và lúc này hình ảnh Thiết Kiều như bị nhấn chìm giữa cái không gian, bị chìm lút trong không gian rộng lớn đó. Không gian càng rộng lớn thì con người càng bé nhỏ. Thì nghệ thuật, đây là nghệ thuật đối lập. Các con nhớ nhá, đối lập để thấy được đó là cái không gian ở như lầu bích thì rộng lớn mênh mông, rợn ngợp. Còn bé thân, hình ảnh Thiết Kiều thì bé nhỏ, lẻ loi, cô đơn lắm. Rồi bây giờ chúng ta sửa xem cho cô này. Cái thời gian thì các bạn thấy bẽ bàng, mây sớm, đèn khuya, nói về cái thời gian. Thì bây giờ các bạn thấy này, một cái vòng tuần hoàn thời gian nó khép kín trong một ngày đêm của Thiết Kiều 24 giờ và ngày nào cũng như ngày đó. Buổi sáng sớm thì nàng Kiều chỉ biết làm bạn với mây trời, và đêm về nàng lại làm bạn với ngọn đèn leo lắt ở giữa cái không gian mênh mông ấy. Một mình Thiết Kiều cô đơn ở đây, cô đơn ở đây. Và cứ như thế, cái vòng tuần hoàn này cứ khép kín, rồi bắt đầu cứ sáng mai lại bắt đầu mây sớm làm bạn, và đêm đến lại cùng ngọn đèn khuya leo lắt. Cứ như vậy nó cứ tuần hoàn khép kín, nó không hề có một cái sự thay đổi về cái thời gian. Như vậy các bạn thấy nha. Rồi vậy thì các bạn biết giữa cái không gian như vậy và cái thời gian như thế thì các bạn biết cái tâm trạng của Thiết Kiều lúc này như thế nào? Bẽ bàng, mây sớm, đèn khuya, nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng. Thì các bạn biết lúc này tâm trạng của Thiết Kiều lúc này như thế nào? Giữa cái không gian, cái thời gian như thế. Thời gian thì nhàm chán tẻ nhạt, không gian thì mênh mông rộng lớn. Hình ảnh của mình thì nhỏ nhoi, cô đơn, lẻ loi như thế. Rồi có mời Thu An này. Vậy thì lúc này tâm trạng của Thiết Kiều là gì không? Dạ thưa cô, là cô đơn và buồn tủi. Cô đơn buồn tủi. Rồi, bây giờ các bạn cho cô biết tại sao lúc này Thiết Kiều cảm thấy cô đơn buồn tủi. Rồi đây chúng ta phải phân tích một chút xíu này. Để các bạn thấy là nó rất là đáng thương cho con người của Thiết Kiều. Bây giờ tại sao các bạn thấy lúc này tại sao Thiết Kiều lại cô đơn buồn tủi? Chúng ta liên hệ đến cái phần đời trước của Thiết Kiều. Các bạn, nó liên quan gì? Nó liên quan đến những cái phía trước, những cái chi tiết sự việc trước của Thiết Kiều. Nguyệt Tú trả lời cô xem. Thưa cô, là vì trước đây thì Kiều đã sống một cuộc sống êm đềm phong lưu, mà bây giờ lại phải sống một cuộc sống cô đơn buồn tủi như vậy, cho nên nàng cảm thấy rất là phiêu quạnh. Rồi, cảm ơn Nguyệt Tú. Nguyệt Tú đã phát hiện được một chi tiết. Các bạn nhớ ở trong chị em Thiết Kiều, các bạn nhớ là êm đềm trướng rũ màn tre, nhớ không? Tức là Thiết Kiều được sống trong cái cảnh đó là êm đềm phong lưu trong một cái gia đình gồm cha, mẹ, hai em. Và hơn thế nữa, các bạn nên nhớ rằng sau cái cảnh đi du xuân thì Thiết Kiều lại đính ước cùng chàng Kim với một cái cuộc tình rất đẹp, đó là trai tài gái sắc. Vậy giờ đây chỉ trong một chốc lát thôi thì các bạn biết Thiết Kiều ngay tức khắc phải phụ tình chàng Kim. Ôi Kim Lang, hỡi Kim Lang, thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây. Cái lời kêu tha thiết đấy của Thiết Kiều nó như nỗi lòng những đất từ khúc ruột. Vậy các bạn biết coi như là rồi bây giờ rằng nàng phải là gì? Xa gia đình, xa người yêu. Rồi đó là cái nỗi cô đơn nhé, và cái sự buồn tủi này. Ngay sau khi bán mình thì Thiết Kiều đã bị Mã Giáp Sinh lừa. Tên họ Mã đã làm nhục Thiết Kiều. Rồi lại ép đẩy nàng vào lầu xanh, một cái nơi ô nhục như vậy. Một người con gái
trong trắng là thế, mà giờ đây nàng đã bị xã hội vùi dập chà đạp, làm hoen ố đi cái phẩm hạnh, thì nàng cảm thấy rất tủi hổ, tủi nhục ở đây. Các bạn hiểu chưa? Rồi, và cô sẽ nói cho các bạn nghe này. Nếu xét về góc độ của Thiếu Kiều nhá, bây giờ chúng ta bóc tách cái hoàn cảnh hiện tại của Thiếu Kiều đi, và chúng ta hãy đặt, nếu là các em thấy là nếu đặt Thiếu Kiều vào cái hoàn cảnh là bình thường đi, là bình an, không có sự cố gì đi, thì các con thấy cái lúc này cái nơi ở của Thiếu Kiều nó sẽ như thế nào đối với con người của Thiếu Kiều. Nếu chúng ta bóc tách hoàn cảnh hiện tại đi, và chúng ta đặt cái hoàn cảnh này vào một cái con người của Thiếu Kiều ở trước, để các bạn sẽ thấy đây là một cái không, là một cái nơi ở như thế nào đối với Thiếu Kiều. Đây là những câu hỏi cô muốn phát triển tư duy. Các bạn phải phát triển lên. Cô nhắc lại, chúng ta bóc tách cái hoàn cảnh của Thiếu Kiều đang hiện tại đi. Và chúng ta hãy đặt cái không gian này vào cái hoàn cảnh trước đó của Thiếu Kiều. Và cái cuộc sống phía trước của Thiếu Kiều và con người Thiếu Kiều, để chúng ta nhận xét xem thì đúng là nó phải như thế nào. Cô thấy mới có Thủy Dung và Nguyệt Tú thôi. Ngọc Anh nói sang Ngọc Anh. Dạ, em thấy là so với trước đây thì Kiều trong hoàn cảnh này sao nhỉ? Rồi thôi được rồi Ngọc Anh, để bạn khác là chúng ta, bạn Thủy Dung đi, sẽ trả lời câu trả lời của mình xem thế nào. Dạ thưa cô, là đây là một hoàn cảnh, một nơi ở lý tưởng so với Kiều trước đây. Tại sao? Dạ tại vì thưa cô, là Kiều là một người rất là một cuộc sống rất là không lưu, rất mực hồng quần, rất là bình dị và yên ổn. Còn đối với người của Thiếu Kiều, tại sao đây là lý tưởng? Cô đang nói vậy, cô nói đúng. Nếu như mà xét về cái cuộc sống trước đây của Thiếu Kiều thì đây là cái nơi sống cực kỳ lý tưởng của Thiếu Kiều. Nhưng mà tại sao lại là lý tưởng? Thì thưa cô, là tại vì nó sẽ êm đềm. Rồi người nhà, cô sẽ bổ sung cho Thủy Dung, Thủy Dung tắt mic lại. Nó không phải cái êm đềm đâu, mà các bạn nên nhớ rằng Thiếu Kiều đó là một cô gái cầm kỳ thi họa, là một cô gái rất đa sầu đa cảm, là một cô gái rất có tâm hồn. Vậy thì chỗ này có phải là cái không gian, một cái nơi để cho Thiếu Kiều thể hiện những cái tài năng cầm kỳ thi họa không? Đúng không? Để mà sáng tác nhạc, để mà viết thơ, để mà thể hiện được tài năng vẽ, để mà thể hiện được tất cả những cái tài năng vượt trội của nàng. Bản thân Thiếu Kiều là một người quá có tâm hồn mà, là người quá có tài năng mà. Thì một cái chỗ là các bạn biết, cái lầu biết các con nhớ nhá, là xung quanh là non, là trăng, là cát cồn, rồi là thiên nhiên rất đẹp nha các bạn. Và trên một cái đỉnh núi, Thiếu Kiều ở trên một cái đỉnh núi cao, ở đó một cái lầu. Và các bạn phía trước của cái lầu bích này, đó là một cái hồ nước, bích là xanh, các con nhớ nhá, bích là xanh, xanh trong. Và ngưng ở đây tức là cái sự êm đềm đó, đó là các bạn biết đó là gì, hồ nước lặng, bằng phẳng và nó trong vắt. Như vậy, một cái không gian người ta gọi đó là non nước hữu tình đây, phải không? Đó là một cái không gian rất là hữu tình. Vậy thì không gian này quá đẹp, quá phù hợp để cho Thiếu Kiều để thể hiện cái tài năng, đúng không? Nhưng mà ở đây cũng muốn nói là gì, lúc này người buồn thì cảnh có, vui đâu bao giờ. Thiếu Kiều đang ngổn ngang tâm trạng thì làm sao Thiếu Kiều còn đủ cái tâm hồn để mà thể hiện cái tài năng nữa. Lúc này Thiếu Kiều không còn tâm trạng nào nữa. Để ở đây cũng muốn nhấn mạnh cái hoàn cảnh tội nghiệp của Thiếu Kiều, nhớ chưa? Như vậy các bạn biết đó, như vậy Nguyễn Du cũng đã thể hiện, mà ngay các bạn thấy ngày nào các bạn vui ấy, thì các bạn thấy xung quanh ta trời đất đều đẹp. Còn ngày nào các bạn buồn, dù trăng sáng thì các bạn cũng xem như là trời tối. Bởi vì đó là người buồn cảnh có, với đâu bao giờ. Cái sự tương quan giữa cái tâm trạng và cái cảnh vật nó rất là mật thiết nhé. Rồi như vậy các bạn sẽ thấy đây đó là cái tâm trạng, đó là bẽ bàng, là chán nản, là buồn tủi, là cô đơn. Vậy thì cô đã cho các bạn thấy đây là một cái bút pháp tả cảnh ngụ tình. Lưu ý cho cô, cái bút pháp này chúng ta sẽ được học ở cái bài sắp tới, đó là miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự.
tức là lấy cảnh để tả tình, cảnh càng rộng, con người càng bé. Cảnh đẹp, trong khi con người nó buồn chán thì cảnh nó cũng trở nên u ám. Bởi vì cảnh với người nó có một cái sự tương quan mật thiết với nhau. Nha. Rồi chúng ta sẽ chốt lại cái phần nội dung ghi bài. Đó là Thứ Kiều bị giam lỏng ở lầu Hướng Bích. Hình ảnh của Kiều nhỏ nhoi cô đơn và lẻ loi giữa không gian mênh mông bát ngát và rợn ngợp. Thứ Kiều buồn tủi, nỗi lòng ngổn ngang không biết bày tỏ cùng ai giữa cái chốn không người. Đó là toàn bộ cái phần nội dung. Thì bạn Hằng sẽ chụp lại và gửi lên giúp lớp để chúng ta tiếp tục đi vào cái phần thứ hai nhé. Bởi vì thời gian chúng ta nó không kịp để cho cô dừng lại. Chúng ta sẽ đi vào phần thứ hai là nỗi nhớ của Thứ Kiều. Vậy giờ một bạn nhắc lại cho cô xem trong cái 8 tháng tiếp theo đó, Thứ Kiều nhớ đến những đối tượng nào đây bạn Minh Quý? Dạ, nó còn đến với người yêu và gia đình. Nhớ đến người yêu, đó là chàng Kim, và nhớ cha mẹ. Rồi bây giờ trước khi sang cái phần này thì cô sẽ có một cái câu hỏi này. Xin lỗi, chàng Kim trước đã. Nỗi nhớ chàng Kim. Tưởng người dưới nguyệt chén đồng, tin sương luống những rầy trong mai chờ. Bên trời góc bể bơ vơ, tấm son gột rửa bao giờ cho phai. Bây giờ các bạn lưu ý cho cô là khi nhớ đến chàng Kim thì Thi Kiều nhớ đến giây phút nào, kỷ niệm nào? Khi nhớ đến người yêu thì Thi Kiều đã nhớ đến kỷ niệm nào? Rồi có mời bạn Tấn Dũng. Dạ thưa cô, là kỷ niệm uống chén rượu thề với lại Kim Trọng. Trong một cái không gian như thế nào? Dạ, ở nhà Kim Trọng luôn. Tưởng người dưới nguyệt, nguyệt là trăng á, chén đồng, tức là cái ly rượu làm bằng đồng. Như vậy tức là trong một đêm trăng thanh gió mát, trong một đêm rất là thơ mộng lý tưởng. Và cái đêm ấy Kim Kiều đã thề nguyện với ước và uống chén rượu thề kết tóc trăm năm với nhau. Nha. Như vậy đây là cái không gian, cái khoảnh khắc có thể gọi là hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Thi Kiều. Như vậy các bạn thấy rằng là bây giờ cô sẽ hỏi các bạn này. Cái từ tưởng, khi nhớ về chàng Kim thì tác giả sử dụng cái từ tưởng để gợi nhớ nỗi nhớ của Thi Kiều với chàng Kim. Vậy từ tưởng có nghĩa là gì? Các bạn biết, khi mà nói về chuyện Kiều của Nguyễn Du thì cái tài năng sử dụng ngôn ngữ của Nguyễn Du rất xuất sắc, rất tài ba. Cho nên sau khi chuyện Kiều xuất bản thì Nguyễn Du trở thành danh nhân văn hóa thế giới. Không chỉ ở vấn đề nội dung mà nó còn liên quan đến đó là nghệ thuật. Đó là cách sử dụng ngôn từ. Cô nhắc lại, khi nhớ đến chàng Kim thì tác giả đã sử dụng cái từ tưởng. Vậy từ tưởng này có nghĩa là như thế nào? Hay nó các bạn chỉ một từ tưởng thôi mà nó thể hiện được cả một cái nỗi niềm. Cô mời bạn Hương Giang. Từ tưởng là vừa là nhớ đến và vừa là tưởng tượng được Kim Trọng đang ở trước mặt mình. Tức là Hương Giang chiết tự đó ra, tức là vừa tưởng là vừa có nhớ. Và tưởng nhớ vừa tưởng tượng. Tưởng tượng Kim Trọng trước mặt mình. Rồi có ai có ý kiến khác không? Mời bạn Quỳnh Giang đi. Quỳnh Giang có ý kiến khác không? Chúng ta cứ mạnh dạn chúng ta phát biểu quan điểm. Dạ thưa cô, theo em là tưởng nhớ, tưởng có nghĩa là tưởng nhớ, ghi nhớ, khắc cốt, ghi tâm, nhớ hình dung, tưởng tượng ở nơi xa thì Kim Trọng cũng đang đau đớn, không nguôi nhớ về mình. Rồi cảm ơn cả bạn Quỳnh Giang, bạn Hương Giang đều nhận ra được rằng cái từ tưởng, trong tưởng có nhớ, các bạn hay có tưởng nhớ không? Nhưng mà cái từ tưởng ở đây nó sẽ sâu hơn nhiều với cái từ nhớ. Nếu mà dùng từ là nhớ người dưới nguyệt chén đồng thì các con sẽ nhớ cô rằng nhớ là có lúc quên. Có gọi là nhớ quên không? Nhớ sẽ có lúc quên. Quên quên nhớ nhớ là chuyện bình thường. Nhưng ở đây tác giả nói là gì? Nhớ trong tưởng là có nhớ. Nhưng nỗi nhớ này như bạn Quỳnh Giang nói là nỗi nhớ da diết, nhớ dai dẳng, nhớ triền miên và không bao giờ quên.
lúc nào nó cũng ghi tâm khắc cốt, lúc nào nó cũng ám ảnh nàng Kiều hết, nàng lúc nào cũng bị dày vò cái nỗi nhớ này hết, để thể hiện rằng cái nỗi nhớ là triền miên, là da diết. Còn nếu như chỉ dùng từ nhớ thôi thì các bạn chỉ thấy rằng nó bình thường lắm, bởi vì sẽ có lúc quên. Còn đây không, tưởng là lúc nào cũng nhớ hết, nhớ triền miên dai dẳng, nhớ đến mức coi như là quặn lòng, nhớ đến đau lòng mà thôi. Lúc nào cũng vậy, hình ảnh của chàng Kim nó cứ hiện hiện bên người, lúc thức cũng như lúc ngủ, tỉnh cũng như mơ, hình ảnh chàng Kim không bao giờ phai nhòa. Bây giờ cô hỏi tại sao tình cảm chàng nàng Kiều với chàng Kim lại sâu nặng đến vậy, các bạn biết không? Tại sao? Mặc dù cái cuộc tình này nó chưa bao lâu, các bạn biết cuộc tình này nó không bao lâu đâu. Sao tình, cái tình cảm của Tiết Kiều lại sâu nặng với lại chàng Kim đến vậy? Nào, mà trên màn hình cô thấy có Thiên Cẩm không, biết Thiên Cẩm mới giơ tay hay là tay đã lâu rồi? Thiên Cẩm đâu? Em đây cô ơi. Rồi con trả lời đi, cô thấy con giơ tay đó. Dạ em cũng giơ cô rồi. Rồi con không giơ tay nhưng mà con có trả lời được không? Dạ không ạ. À rồi, vậy thì mời bạn khác đi. Rất nhiều bạn lại bắt đầu thoát camera rồi. Nói cho cô đi, tại sao khi Thích Kiều lại có một cái tình cảm sâu đậm với lại chàng Kim như vậy? Các bạn. Mặc dù cái tình cảm của hai người này nó chưa phải là khá lâu. Các bạn nói đi. Cô mời Thùy Dung nói đi, Thùy Dung. Dạ thưa cô, là tại vì đây là một mối tình hai người đã đến với nhau thật lòng và thậm chí là đã trao hẹn thề cho nhau mà chưa được mới chớm bao lâu mà đã phải lìa xa một cách kiểu không có kiểu tốt, chưa có chuẩn bị đúng không, chưa chuẩn bị đúng không, chưa chuẩn bị về cái tâm thế tâm lý. Rồi cũng cảm ơn Thùy Dung, đó là một ý kiến. Bây giờ cô sẽ nói cho các bạn nghe này. Kim Kiều có phải là vừa gặp nhau cái hôm mà đi du xuân á, hai người vừa gặp nhau thì tình trong như đã, mặt ngoài còn e, vừa gặp một cái thì hai người này bị tiếng sét đánh tỉnh ngay. Kim cũng vậy, Kiều cũng vậy. Cho nên từ một cô gái là gì, tường đông ong bướm đi về bằng ai, thì sau khi gặp Kim Trọng thì các bạn biết Thúy Kiều về nhà là đi ra ngẩn vào ngơ, nhớ ai nhớ ra ngẩn vào ngơ, nhớ ai như đứng đống lửa, như ngồi đống rơm, bồi hồi đó các bạn thấy. Để chứng tỏ rằng là hai người này như là trời trao một cặp rồi. Và sau khi gặp Thúy Kiều, Kim Trọng cũng vậy, lập tức tìm tin tức để mà tiếp cận được với Thúy Kiều. Và nói như bạn Thùy Dung nói là hai người đã nhìn thấy được ở nhau đó là những cái tình cảm chân thành của nhau, tình yêu đích thực từ sự rung động của hai cái trái tim. Và thêm một cái nữa là các bạn biết rằng Kim và Kiều đều là những người có tài năng tương quan. Kiều cầm kỳ thi họa thì Kim cũng cầm kỳ thi họa. Họ đều bắt gặp được những cái tần số về tài năng. Cho nên họ như thấu cảm, thấu hiểu nhanh chóng lắm. Và họ vừa thề nguyện, và chính vì thấy cái sự thấu cảm thấu hiểu như vậy, cho nên các con thấy rằng là họ đã đính ước trăm năm kết tóc xê duyên, nguyện suốt đời là coi như không tách rời. Thì các bạn biết là trong khi mà lúc này là đang đỉnh điểm nhất của cái tình yêu, thì lúc này là nàng Kiều lại phải là ôi Kim Lang, hỡi Kim Lang đó, thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây đó. Để phải phụ tình cái chàng Kim, trong khi chàng Kim không hay biết gì. Thì như vậy các bạn biết bao nhiêu những cái tâm tư nỗi niềm như vậy lúc này nó dày vò Thúy Kiều là cái điều đó là lẽ đương nhiên, đó là lẽ đương nhiên nha. Trong khi cái xã hội là coi như cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, được môn đăng hộ đối thì, rồi thậm chí mua bán, mà Kim Kiều đến với nhau bằng cả một cái tình yêu chân thành, sự rung động ngay từ cái hành đầu tiên nha. Như vậy là các bạn đã thấy rồi. Rồi là Thúy Kiều còn thương Kim Trọng vì chuyện gì nữa? Ngoài cái việc đó là cái nỗi nhớ da diết, nhớ quặn thắt, Thúy Kiều còn nhớ thương Kim Trọng vì chuyện gì nữa? Tin sương luống những rầy trong mai chờ. Thúy Kiều còn thương Kim Trọng điều gì?
Phần thơ công trọng điều gì nữa các bạn? Ngoài cái tình cảm, tình yêu đôi lứa thì Kiều còn phần thơ công trọng điều gì nữa? Các bạn nhớ cái chữ, cái dòng thơ là tim sương luống những rầy trong mai chờ đó. Có nghĩa là Thiếu Kiều đang thương Kim Trọng vì chuyện gì? Chuyện gì? Tú An đi. Dạ thưa cô, là Kim Trọng không biết là Kiều để bán mình đi xa, thì bây giờ vẫn còn chờ trong tim này. Như vậy Thiếu Kiều thương chàng Kim, phải ngày đêm uổng công chờ đợi. Đó là đang phải thương chàng Kim, đó là ngày đêm phải trông đợi tin nàng, không biết nàng ở nơi đâu, ở như thế nào, tức là lúc nào cũng chờ đợi. Tức là Thiết Kiều lúc này cũng hiểu được cái tình cảm của chàng Kim, cho nên Thiết Kiều rất thương, rất đau khi mà phải nghĩ đến cái điều này. Rồi là các bạn nhớ là tấm son gột rửa bao giờ cho phai. Tấm son này muốn nói đến cái gì các bạn? Tấm son gột rửa bao giờ cho phai? Nguyệt Tú. Như cô, em nghĩ tấm son này là em nghĩ từ tấm son này là có hai nghĩa. Thứ nhất là lòng chung thủy của Thiết Kiều, thì lòng chung thủy của Thiết Kiều đối với Kim Trọng. Và thứ hai là sự ô uế của Thiết Kiều mà bị khi bị mẹ Yếm Sinh làm nhục. Rồi cảm ơn Thiết Kiều, cảm ơn người Tú. Đó là gì? Các bạn biết cái tấm son ở đây gột rửa, các bạn nhớ cái từ gột rửa bao giờ cho phai này, nó thể hiện là gì? Đó là cái tấm lòng son sắt thủy chung của Kiều với Kim Trọng, và Thiết Kiều không biết nói làm sao, không biết bao giờ cho nguôi cái tấm lòng này. Như bạn Tú nói, nó còn có cái ý nghĩa thứ hai. Các bạn biết lúc này là vào đây rồi là Thiết Kiều đã bị Mã Tam Sinh làm nhục này, và vào lầu xanh là cái chốn ô nhục này, thì tức là cái tấm lòng son, tức là nói như đó là cái sự ô nhục đó. Của Thiếu Kiều cho rằng đó là nhục nhã ê chề, cái sự nhục nhã ê chề này không biết bao giờ gột rửa cho phai, để cho xứng đáng với cái tình cảm của chàng Kim, để cho xứng đáng với cái tình yêu của chàng Kim. Cho nên các bạn thấy kết thúc câu chuyện đó, là Thiếu Kiều đâu có chấp nhận nối lại với chàng Kim đâu, đúng không? Duyên đôi lứa cũng là duyên bạn bè thôi. Bởi vì đây này, đó là vì trân quý tình yêu, vì cảm thấy tôn trọng chàng Kim, cho nên lúc này Thiết Kiều không cho phép mình làm là tổn thương chàng Kim. Và cái tất cả những cái xô đẩy cuộc đời này, cái sự chà đạp cuộc đời này, hoàn toàn Thiết Kiều không mong muốn, đó là do xã hội. Nhưng mà Thiết Kiều cũng cảm thấy là cái tình yêu của chàng Kim nó đẹp quá, cho nên là Thiết Kiều không nỡ như vậy nha. Rồi, như vậy là các bạn thấy là đây là toàn bộ, đó là cái nỗi nhớ của chàng Kim. Cô đã phân tích rất là kỹ cho các bạn đó rồi. Đó là nàng nhớ về kỷ niệm đêm trăng thanh cùng chàng Kim uống chén rượu thề. Và nỗi nhớ ở đây là nỗi nhớ quặn thắt, nỗi nhớ da diết, nhớ đến đau lòng, ngày đêm không bao giờ quên. Nhớ nha, cho nên dùng từ tướng. Và cái thứ hai, Thiết Kiều còn thương chàng Kim, đó là phải ngày đêm trông đợi tin nàng. Và đặc biệt đó là cái tấm lòng trung thủy của nàng đối với chàng Kim không biết bao giờ cho phai nhạt. Và đặc biệt Thiết Kiều cũng cảm thấy đó là mình đã bị ô nhục và không biết khi nào mới gột rửa được cái sự ô nhục này. Thì đây là toàn bộ cái phần ghi bài của cái phần này. Chúng ta sẽ ghi cho cô cái nội dung của phần này. Vậy thôi, bây giờ chụp lên group để cô tiếp tục cô phân tích nha, chứ không kịp bài nha bạn Hằng. Rất thống nhất này nha. Rồi bây giờ cô có một câu thảo luận. Câu thảo luận cũng rất thú vị. Các bạn biết có phải là Thiết Kiều là một người con có hiếu không? Đúng không? Vì có hiếu cho nên là các bạn biết rằng là bán mình để chuộc cha đấy. Vì chữ hiếu đấy. Đúng chưa? Vậy mà tại sao khi ở cái nơi lầu ứng bích này, tác giả lại để Thiết Kiều nhớ Kim Trọng trước và nhớ cha mẹ sau? Cái này chúng ta phải phân tích cho kỹ nha, cho cặn kẽ, để không các bạn sẽ nói là như vậy là nhiều người lại nói rằng là lúc cô nói rằng là bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn, thì giờ đây rõ ràng là chữ tình nặng hơn, không phải đâu. Chúng ta hãy hiểu cho thấu đáo con người của Thiết Kiều để chúng ta trước khi chúng ta kết luận. Rồi cô mời bạn Thanh Hằng nói xem. Điện thưa cô là Kiều đã dứt khoát chọn chữ hiếu bằng hành động bán mình chuộc cha. Khi cha
và em nàng đã được cứu thì người mà nàng cảm thấy mình có lỗi chính là Kim Trọng. À, cho nên sao, nói cho gãy gọn lên, cho nên cái việc như thế nào trong cái dụng ý của tác giả? Dạ thưa cô, là nên là tác giả để miêu tả nỗi nhớ Kiều dành cho Kim Trọng trước rồi mới miêu tả nỗi nhớ cha mẹ. Rồi, cảm ơn Thanh Hằng. Ở đây chúng ta không phân định rằng Thúy Kiều nhớ ai nhiều hơn, các bạn nhớ nhá, không phân định. Mà ở đây các bạn nói là việc Nguyễn Du để Thúy Kiều nhớ Kim Trọng trước là rất hợp tình hợp lý. Thứ nhất, như bạn Thanh Hằng nói, vì chữ hiếu, Thúy Kiều đã phụ tình yêu, có lỗi với chàng Kim để mà trả chữ hiếu. Như vậy ít nhiều thì Thúy Kiều cũng đã làm được một phần nào chữ hiếu. Cái thứ hai, khi mà Thúy Kiều đi ra khỏi nhà thì chí ít gia đình cũng biết được Thúy Kiều đi ra khỏi nhà vì lý do gì và đi đâu. Còn riêng chàng Kim, các bạn biết sau cái đêm trăng thanh thề nguyện lấy ước, Kim Trọng đi về quê chịu tang chú, thì ở đây Thúy Kiều đã đơn phương phụ tình chàng Kim, nhớ, vì hoàn cảnh chứ không phải đó là vì cái gì cả. Và trước khi đi không kịp nói với chàng Kim một lời chia tay, không kịp. Và các bạn biết rằng là cho nên đó là cái nỗi day dứt. Thúy Kiều luôn cảm thấy mình là một người có lỗi. Bởi vì các bạn biết ngày xưa, sau khi mà những người đàn ông với lại những người con trai con gái mà đã gọi là đính ước thề nguyện xem như vợ chồng đó các bạn. Cho nên mới gọi là ôi Kim Lang là chồng đó, hỡi Kim Lang. Thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây, thiếp chàng đó là cách xưng hô của những người đó là chồng vợ đó. Kim Lang là chồng đó. Mà ngày xưa cái việc các bạn biết rằng cái chuyện đó là đạo vợ chồng nó nặng nợ lắm. Nó nặng lắm. Vậy mà đây Thiếu Kiều đã phụ tình chàng Kim rồi. Cho nên lúc này Thiếu Kiều cảm thấy có lỗi. Cho nên cái việc đưa Thiếu Kiều lên nỗi nhớ chàng Kim trước là hoàn toàn có tình và có lý. Các bạn nhớ chưa? Chứ không phải nó Thiếu Kiều này mê trai. Không phải ha. Không phải đâu. Chúng ta không kết luận như vậy, bởi vì chúng ta nói là không đặt lên được. Bởi vì nếu như đặt lên được, nếu mà chữ tình mà nặng thì các bạn thấy Thúy Kiều đâu có bán mình chuộc cha, đúng không? Để mà hưởng trọn cái hạnh phúc với chàng Kim, một đôi trai tài gái sắc quá hoàn hảo, đúng chưa? Nhưng mà các bạn đã thấy nha, chúng ta phải nhớ là khi phân tích chữ Kiều, các bạn phải đặt tất cả các nhân vật trong những hoàn cảnh để các bạn phân tích, để các bạn kết luận, không có kết luận một cách coi như là chủ quan. Rồi bây giờ nỗi nhớ về cha mẹ. Xót người tựa cửa hôm mai, quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ. Sân lai cách mấy nắng mưa, có khi gốc tử đã vừa người ôm. Các bạn thấy là cách sử dụng từ ngữ của Nguyễn Du này, khi nói về nhớ chàng Kim, tác giả dùng từ tưởng. Và cô đã phân tích cho các bạn từ tưởng rồi. Vậy khi nói về nỗi nhớ với cha mẹ, tác giả dùng từ xót. Tại sao vậy các bạn? Tại sao vậy? Cách dùng từ rất xuất sắc các bạn ạ. Chỉ một từ tưởng và từ xót thôi. Nào, tại sao khi nói về nỗi nhớ với cha mẹ lại dùng từ xót? Quỳnh Giang. Dạ thưa cô, theo em nghĩ là từ xót có nghĩa là thương, lo lắng, xót xa cho cha mẹ. Từ xót ở đây nó bao gồm đó là xót thương, rồi là thương nhớ, rồi ngoài cả cái sự xót thương nó còn xót xa, lo lắng, lo xót xa nữa. Như vậy các bạn thấy trong đây nó cũng đều thể hiện đó là cái nỗi đau xót, đau xót luôn đấy, nha, xót xa, đau xót, thương nhớ. Nó hội tụ bao gồm tất cả những cái cảm xúc cung bậc của cảm xúc. Nó dồn nén ở đây. Và bây giờ các bạn cho cô biết. Vậy thì Thúy Kiều xót điều gì khi nhớ về cha mẹ? Xót điều gì? Xót người tựa cửa hôm mai. Xót cái gì đây? Đâu hết rồi, Chánh Hưng đâu rồi, núp đâu rồi, Chánh Hưng, Minh Trí rồi, Minh Quân rồi, ở đâu trốn sạch rồi, cô không thấy mặt mũi đâu hết.
Chấn Hưng trả lời, xuất hiện lộ diện trả lời cho cô xem. Thưa cô, có nghĩa là sót cái người mẹ tội của trong chờ con à? Không chỉ mẹ mà ở đây còn có là cả cha cả mẹ nha, tức là sót cha mẹ đó là phải ngồi tựa cửa, đó là hôm mai, tức là ngày đêm phải trông ngóng tin con. Các bạn nhớ sau khi mà Thiết Kiều bán mình cho Mã Giám Sinh thì sau cái giây phút đó là gia đình hoàn toàn không biết tin tức gì của Thiết Kiều, bởi vì là Thiết Kiều đã bị dòng đời nó xô đẩy rồi, xô đẩy đi, nó đi vào đến lúc này là vào đến Lầu Xanh rồi nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ thấy nè, rồi này, đúng rồi, các bạn cho cô biết là quạt nồng ấp lạnh ở đây là Thiết Kiều đang nghĩ đến cái điều gì mà để Thiết Kiều cảm thấy đau lòng. Nào Gia Huy. Nghe thưa cô, là Thiết Kiều lo lắng không biết ai sẽ chăm sóc cho cha mẹ khi thời tiết thay đổi. À, quạt nồng ấp lạnh, các con nên nhớ, đây là nó lấy từ một cái điển tích. Những cái tấm gương mà hiếu thảo ngày xưa đó các bạn biết, đó là gì? Quạt nồng, tức là nồng là thời tiết nóng, để thể hiện những đứa con là có hiếu, là khi mà vào những cái thời tiết mà nắng nóng thì đứa con ấy nó sẽ quạt cho cha mẹ ngủ, để cha mẹ ngủ ngon giấc. Ấp lạnh, đó là vào những thời tiết mùa đông, đó là đứa con này đã vào trong cái chỗ nằm của bố mẹ, nằm đó để lan tỏa cái nhiệt độ cơ thể người, để ấp cho nó ấm cái chỗ nằm, và sau khi ấm rồi thì mới mời cha mẹ vào đó nằm. Đây là những cử chỉ biểu hiện của những đứa con hiếu. Nói như bạn ấy nói, tức là chăm sóc, lo lắng cho cha mẹ những khi thời tiết thay đổi. Thì Thiết Kiều cảm thấy đau lòng khi mà nghĩ đến Thiết Kiều không làm được điều đó cho cha mẹ nha. Rồi bây giờ cô để hỏi tiếp. Rồi nè, sân lai cách mấy nắng mưa, có khi gốc tử đã vừa người ôm. Sân lai này lấy từ cái điển tích gì? Cái điển tích gì của Trung Quốc? Các bạn thấy là cái chuyện Kiều này nó có rất nhiều cái điển tích, điển cố. Nó lấy từ cái tích cũ của Trung Quốc. Sân lai cách mấy nắng mưa, có khi gốc tử đã vừa người ôm. Học chữ Kiều phải lưu lưu luôn luôn nhìn cho cô và chú thích. Sân lai ở đây là gì? Có ba bạn thôi, đâu ra không biết. Rồi, đâu hết rồi. Cô mời Thiên Cẩm. Dạ thưa cô, sân lai là sân nhà lão lai tử, đây chỉ sân nhà cha mẹ Thúy Kiều. Vậy các bạn có biết rằng là sân lai này lấy từ cái điển tích gì không? Các bạn biết cái thời Xuân Thu chiến quốc ngày xưa đó, thì có rất nhiều những cái tấm gương hiếu, trong đó có lão lai tử, là một người rất thành công. Các bạn biết như là Trang Tử, rồi Khổng Tử, rồi tất cả những người mà ghi vàng, ghi tên trong cái sử sách đó. Thì các bạn biết mặc dù lúc này lão Lai Tử là một người con đã lớn tuổi, đã là một người có chức tức, coi như là cái vị thế rất lớn trong xã hội, nhưng lão Lai Tử này vì chữ hiếu đã làm được một cái việc mà các bạn biết, đó là lão đã cải trang, ăn mặc những cái trang phục hoa hòe, cài lên người những cái nhìn chung là cải trang, hóa trang, và đứng trước sân nhà để nhảy múa, để múa hát, để mua vui cho cha mẹ, để cha mẹ vui. Tức là một người con đã lớn, đã làm những cái công việc chức tước như thế, mà sẵn sàng vì chữ hiếu làm những cái việc như trẻ con vậy đó. Thì đây là một cái tấm gương hiếu. Thì ở đây có nghĩa là Thiết Kiều muốn nói gì đây? Đó là có khi gốc tử đã vừa người ôm, tức là gốc tử là gốc cây thị. Thì có nghĩa là theo thời gian, Thiết Kiều đi như vậy, các bạn thấy là cha mẹ sẽ mỗi ngày một già đi. Và khi cha mẹ già đi như vậy, thì Thiết Kiều không ở bên cạnh để mà chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ. Điều này đã làm cho Thiết Kiều cảm thấy rất đau xót. Rất đau xót, rất là lo lắng. Vậy bây giờ chúng ta quay lại một tí xíu nha. Thực sự các bạn thấy rằng Thiết Kiều đã trả hiếu được chưa? Các bạn thấy thực sự các bạn thấy Thiết Kiều đã trả hiếu chưa? Chúng ta quay lại tiếp tục để chúng ta phân tích cho kỹ hơn này. Ngọc Anh đâu rồi? Thiết Kiều đã trả hiếu chưa Ngọc Anh?
Dạ, theo em nghĩ là rồi. Sao lại theo em nghĩ được là cứ như là rồi, khẳng định luôn là Thiết Kiều đã chả hiểu, chứ không phải là theo em nghĩ được. Vậy thì cái hành động chả hiểu của Thiết Kiều đó là gì Ngọc Anh? Dạ thưa cô, là bán mình chuộc cha. Đó rồi, đúng rồi, đó là bán mình chuộc cha. Đã hy sinh cái tình yêu, hy sinh cái tuổi xuân để vì chủ hiếu thì cái hành động này đã quá hiếu rồi, đúng không? Đã quá hiếu rồi. À, vậy mà Thiết Kiều vẫn còn đang đau đáu cái nỗi niềm với lại cha mẹ. Trong khi đó các bạn biết ở nhà còn ai? Còn ai? Gia đình này đâu phải chỉ mình Thiết Kiều, còn ai nữa nào? Mời bạn là Như Ý. Dạ là Thúy Vân. Và ai nữa? Còn hai người em cơ mà. Là còn Thúy Vân và Vương Quan. Hai người đều lớn cả rồi. Vậy thì một trai một gái ở nhà. Mà những cái việc đó thì Kiều cũng lo. À, cũng lo lắng, cũng đau lòng. Thì chứng tỏ rằng các bạn thấy rằng Thúy Kiều là một người rất hiếu. Rất là hiếu thảo. Cho nên người ta gọi là Thúy Kiều là người hiếu nghĩa đủ đường. Hiếu nghĩa đủ đường. Bây giờ xét về ba đối tượng nha. Thiết Kiều, Kim Trọng, cha mẹ. Thực sự mà nói là ba cái đối tượng này đều rất đáng thương. Các bạn hãy phân tích cho cô cái sự đáng thương của ba đối tượng này đi. Để sau đó chúng ta phân tích xem đối tượng nào đáng thương nhất. Cha mẹ, Kim Trọng và Thiết Kiều. Cả ba cái đối tượng này đang rất đáng thương. Vậy bây giờ các bạn hãy nói cho cô xem. À, đáng thương của đối tượng là như thế nào? Ví dụ Kim Trọng chúng ta đáng thương điều gì? Cha mẹ chúng ta đáng thương điều gì? Và Thiết Kiều thì đáng thương điều gì? Ngọc Anh? Dạ, Kim Trọng đáng thương là vẫn luôn nhớ về Thiết Kiều nhưng mà không biết Thiết Kiều gặp chuyện. Còn cha mẹ của Thiết Kiều đáng thương ở chỗ là luôn trông ngóng con về nhưng mà con gặp chuyện thì lại không biết tin tức gì. Và Thiết Kiều đáng thương ở chỗ là không có được tình yêu và phải xa cha mẹ, đúng không? À rồi, bây giờ cảm ơn. Như vậy chúng ta đang nói về ba cái đối tượng nhá. Nói như Ngọc Anh nói đó, Kim Trọng rất đáng thương bởi vì cuộc tình nó vừa mới đính ước xong, nó còn đang đầy hứa hẹn, thì khi quay trở lại thì người yêu, người vợ tương lai đã đi xa, ở đây không phải là đã mất mà con người đã đi xa không tung tích. Cho nên chàng Kim phải mang nỗi nhớ thương, sự lo lắng, sự trông chờ. Cha mẹ cũng vậy, nói như Ngọc Anh nói, đứt ruột khi mà nhìn thấy cảnh con phải bán mình trong đau đớn. Cái cảnh mà các bạn về xem cái cảnh đọc lại cái trích đoạn đó là Thúy Kiều, à Mã Giám Sinh Mưu Kiều, cái cảnh mà cha mẹ chứng kiến Thúy Kiều bị Mã Giám Sinh là cò kè bớt một thêm hai giờ lâu ngã giá vàng ngoài 400, hoặc là ép cung cầm nguyệt thử bài hoặc thơ, hoặc là các bạn biết không, ngại ngùng dín gió e sương, thềm hoa một bước mà lệ hoa mấy hàng. Nhìn cảnh con tan nát đau đớn khi bán mình, cha mẹ nào mà cầm lòng được. Nhưng vì hoàn cảnh cho cha mẹ đành phải bấm bụng để mà chịu. Rồi đến khi con bán mình thì sau đó thì gần như cha mẹ không có tin tức. Con nơi đây ở đâu và cũng rất vô vọng. Không có biết con ở chỗ nào. Cho nên cha mẹ cũng ngày đêm phải mong đợi con. Còn về Thúy Kiều, các bạn biết nó mang cái nỗi buồn gấp đôi của hai người này. Một bên là với chàng Kim, một bên với cha mẹ. Còn một bên với chính mình, đúng không các bạn? Thứ nhất với chàng Kim, nhớ chàng Kim, thương chàng Kim. Với cha mẹ, xót cha mẹ, thương cha mẹ. Với chính mình thì tủi nhục đau khổ, xót xa. Như vậy Thiết Kiều là các bạn biết nỗi đau thương sự cái hoàn cảnh bất hạnh lúc này Thiết Kiều gấp ba cơ so với hai người kia. Thiết Kiều cái nỗi tăng lên gấp ba cơ với chàng Kim, với cha mẹ và với chính mình luôn. Vậy mà trong lúc cái nỗi đau khổ đang gấp ba mà Thiết Kiều không hề nghĩ cho mình. Thiết Kiều vẫn nghĩ đến cho người khác. Thì chỗ này cô nói rằng Thiết Kiều là một người hiếu nghĩa đủ đường. Là một người trọn nghĩa trọn tình. Không có thể nào mà chê vào đâu được nữa. Các bạn thấy không? À, thì các bạn thấy nha.
Rồi, đây là đây là toàn bộ cái phần mà cô đã phân tích được cho các bạn thấy cái nỗi nhớ của Thư Kiều đối với hai cái đối tượng. Đối tượng thứ nhất đó là đối tượng Kim Trọng thì cô đã phân tích rõ. Các bạn lưu ý về cách sử dụng từ ngữ nhé. Rồi cách sử dụng điển tích điển cố. Và đặc biệt các bạn thấy được là ở đây cái con người của Thư Kiều.